Kính chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Nhà Thanh Huyền. Trước mắt chúng ta đã thấy là Đồ Nhà Thanh Huyền đang lên 6 hai em Bình Thủy đều đến từ thương hiệu Jojirushi với công nghệ đều là có công nghệ là VE. Một em bên phải màn hình đó là dung tích 3,0 lít và em bên trái màn hình là dung tích 4,0 lít và đều với model là CV gạch ngang GB, GB40 và CV gạch ngang GB30. Và hai em này thì đều là sản xuất cùng một năm, đều sinh một năm và sinh năm 2018, chúng ta thấy có cái tem đằng sau luôn. Và công suất của bình thì cũng đều giống nhau hết, đều là 905W các bác nhé. Hai em đều là 905W và made in China luôn. Rồi, màu thì y chang nhau, về ngoại hình chỉ khác nhau về dung tích thôi các bạn. Về ngoại hình bên ngoài cũng như là về công nghệ thì y sport luôn. Đó, và Đồ Nhà Thanh Huyền đang để hai cái giá rất là rõ, rất là công khai cho các bác. Em dung tích 3 lít là 1,1 triệu và em dung tích 4 lít là 1,7 triệu. Lý do tại sao đã có sự chênh lệch cái này, thứ nhất là về dung tích, thứ hai là về cái lòng bình ở bên trong. Chúng ta thấy rằng là cái lòng bình của em 4 lít thì siêu siêu đẹp luôn nhá. Đây là cái vết nước thôi các bác ạ. Đó, đây là nước thôi. Thì Thanh Huyền sẽ phải để quay cho các bác nhìn rõ hơn. Đó, đấy là nước ạ. Răng thì không có đứt, không có đứt rách gì hết luôn. Răng thì siêu xanh luôn nhá. Em 3 lít cũng thế, răng rất là xanh, rất là mướt. Lòng bình thì sẽ có cái vết nó nhám hơn một xíu, nên Đồ Nhà Thanh Huyền đang để giá thấp hơn và vô cùng ưu đãi cho bác nào mà mua cả hai em bình một lúc thì Đồ Nhà Thanh Huyền sẽ có cái giá ưu đãi hơn nữa cho các bác. Giá này thì có bảo hành 6 tháng và hỗ trợ chọn đời sau bảo hành cho các bác. Sau đây chúng ta sẽ đi cắm điện và thử lấy nước ra của hai em này luôn. Hai em này thì đều có hai chế độ lấy nước ạ. Chế độ ra ít và chế độ ra nhiều, đều là có nhiệt độ ủ từ 70, 80, 90, 98 độ C, 4 chế độ ủ theo nhiệt độ và một chế độ là không ủ, là bình sẽ tự giảm về cái nhiệt độ theo nhiệt độ thời tiết bên ngoài cho chúng ta luôn ạ. Rất là hay luôn ạ. Trước tiên chúng ta sẽ đi đến với cái em bình 4 lít trước các bác nhá. Hiển thị nhiệt độ trong bình đã đạt 95 độ C này. Chúng ta sẽ mở khóa lần 1 để lấy nước ra. Đó, ra rất là đều đúng không ạ. Và chúng ta ấn một lần nữa là ra ít hơn. Đó, chúng ta thấy rằng là ra ít hơn để chuyên để pha cà phê. Bình hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng, giá trị với là 1.700.000 đồng. Bác nào ưng ý chốt em này rồi thì liên hệ ngay Đồ Nhà Thanh Huyền nha các bác nhé. Giờ chúng ta sẽ tiếp đến em bình 3 lít bên cạnh. Rồi, em bên 3 lít mở khóa lấy nước. Đây là lấy nước ra nhiều. Ở một lần nữa để ra ít, có hai đèn sáng lên và ra ít thì chúng ta sẽ ra nước ít hơn rất là nhiều đúng không ạ. Cái này đạt 80 độ C rồi. Và giá của em 3 lít này chỉ với là 1.100.000 đồng. Bác nào ưng ý em 3 lít hay em ưng ý em 4 lít thì hãy liên hệ ngay Đồ Nhà Thanh Huyền theo số điện thoại góc phải màn hình chúng ta đang thấy để có thể dinh các em nó về nhà nhé. Ngoài các mẫu để ra, Đồ Nhà Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu 2 lít cũng như 3 lít, 4 lít khác nữa, sản xuất tại Nhật Bản và Made in China đều có hết. Hàng lướt hay hàng đã qua sử dụng đều có ạ. Vâng, thì các bác hãy liên hệ ngay Đồ Nhà Thanh Huyền theo số điện thoại hotline Zalo để có thể được tư vấn chi tiết và cách nhanh nhất. Video xin phép được dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo ở Đồ Nhà Thanh Huyền.